phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn hiệu chỉnh cái thùng ốc để đạt được nhiệt độ 37,5 hoặc 37,7 có thể ấp trứng được. Thì ở đây mình thấy có một số bạn sử dụng cái bộ này để mà đo nhiệt độ của thùng ốc. Cái này mình cũng có mua nhưng nó mắc tiền mà nó không chính xác, sai số cộng trừ 1 độ. Ở đây mình sử dụng cái nhiệt kế này. Nhiệt kế này của ông Rong và sai số không phải 1 độ thôi. Các bạn nhấn cái phím này, sau đó bỏ trong thùng ốc khoảng độ 3 phút. Lấy ra thì các bạn có thể biết được cái nhiệt độ chính xác của thùng ốc là bao nhiêu. Bởi vì Fox 1004 hiển thị là 37,7 nhưng mà các bạn đôi khi chỉ đo được 35 độ và các bạn cần phải hiệu chỉnh lại thì mới có thể đạt được cái nhiệt độ đó. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiệu chỉnh như thế nào. Cái trường hợp thứ nhất này, các bạn sẽ thấy nhiệt độ mà hiển thị ở trên thùng Fox ạ. Cái thùng ấp trứng là 37,7 độ. Trong khi đó các bạn cho nhiệt kế vào và đo được là 35 độ. Vậy thì cách hiệu chỉnh như thế nào? Các bạn chỉnh cái hệ số COR bằng cách là lấy nhiệt kế mà trừ đi nhiệt độ của Fox 1004. Tức là lấy 35 mà trừ đi 37,7. Sau đó các bạn chia 2. Và nó ra cái kết quả là trừ 1,3. Vậy thì các bạn sẽ chỉnh đến cái hệ số COR và bấm cái mũi tên xuống này 1,3 lần. Bây giờ mình sẽ chỉnh trực tiếp ở trên Fox cho các bạn xem. Bây giờ các bạn giữ cái phím set này cho nó chớp chớp. Thì được, giữ phím set. Rồi TIP, bấm tiếp chữ H. DLT, để số 0. DIF, các bạn có thể để là 0,1 thôi. COR, đây là cái hệ số chúng ta cần hiệu chỉnh. Chúng ta bấm xuống là 1,3 lần. Rồi, sau đó các bạn ấn set hoặc không để tự nhiên nó cũng sẽ lưu giá trị lại. Trường hợp thứ hai của các bạn là cái nhiệt độ trên Fox vẫn là 37,7 nhưng mà cái nhiệt kế các bạn đo được tới 39 độ hoặc trên. Thì như vậy nhiệt độ này làm trứng sẽ chết phôi ngay. Các bạn sẽ chỉnh cái hệ số COR bằng cách là lấy nhiệt kế trừ đi Fox 1004, sau đó chia 2. Và lúc này của chúng ta sẽ là dương 1,3. Vậy thì các bạn sẽ chỉnh cái hệ số COR, ấn phím lên 1,3 lần. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh, giữ phím set này. Các bạn nhấn giữ cho đến khi nào nó hiện ra chữ gọi là chữ TIP. Rồi, tiếp. COR, giờ các bạn sẽ chỉnh lên 1,3 lần. Rồi, các bạn sau khi chỉnh xong nhấn phím set. Sau mỗi lần điều chỉnh như vậy, các bạn đợi khoảng độ 5 phút cho nhiệt độ nó ổn định. Sau đó các bạn tiếp tục cho nhiệt kế vào và kiểm tra lại, sau đó hiệu chỉnh tiếp. Rồi đến khi nào mà nhiệt độ trên nhiệt kế và nhiệt độ cao nhất của lò ấp là 37,7 trùng nhau thì các bạn có thể cho trứng vào để ấp được rồi.